Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả anh em, mình là Thịnh Easy và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Mark One. Tuần vừa rồi của anh em thế nào? Chắc hẳn là khá bận rộn phải không? Vậy thì nhân dịp cuối tuần anh em hãy thưởng thức một buổi cà phê với bạn bè nhé. Và không dài dòng nữa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến chủ đề ngày hôm nay nhé. Chắc hẳn anh em đang dùng về Mark rất là băn khoăn về vấn đề tại sao Apple công bố số lượng pin lên tới 10 giờ sử dụng mà dùng có mấy tiếng thì đã chết toi rồi. Và để giải thích cho lý do và cách khắc phục vấn đề này thì anh em hãy xem hết video này nhé. Các anh em đều đã biết thì Apple là một trong những chuyên gia với nghệ thuật kể chuyện rồi đúng không? Thường thì anh em sẽ thấy những quảng cáo của Apple trông rất là đơn giản. Chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm thông minh nhất, hiện đại nhất, tinh tế nhất với số lượng pin sử dụng lên đến 10 giờ. Vậy bạn có tin không? Đéo tin. Đùa các em tí thôi, nhưng mà cái cách mà họ dẫn dắt về câu chuyện làm mọi người tin là sản phẩm này tốt đến thế và rất mong muốn được sở hữu nó. Nhưng mà thật ra thì nó cũng tốt thật mà, chỉ là nó được nhân hóa thôi. Nếu đưa lên bàn test, chạy nhiều ứng dụng ngầm và xem YouTube, phim, chơi game thì pin của MacBook chỉ có thể là được 5-6 giờ là nhiều. Nếu anh em thấy máy mình mà xem phim được khoảng 1 giờ hoặc là một lúc đã hết pin thì anh em hãy thử kiểm tra là xem máy mình đã có bị ăn pin hay không. Cách 1, anh em hãy kiểm tra xem ứng dụng nào đang ăn pin nhiều nhất. Đây là một tính năng hay cho phép người dùng sử dụng biết được ứng dụng nào đang ăn pin nhiều nhất. Anh em chỉ việc vào biểu tượng pin trên thanh menu bar và xem đâu là ứng dụng đang được tiêu tốn nhiều pin nhất trong mục Using Significant Energy. Và nếu không cần dùng ứng dụng nào thì anh cứ tắt đi để cho thời lượng pin được tốt hơn. Cách 2, liên tục cập nhật các phần mềm. Một mẹo nhỏ là anh em hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất của hệ điều hành cũng như là phần mềm trong máy. Trong những phiên bản mới nhất của hệ điều hành cũng như phần mềm, các nhà phát triển thường chưa tối ưu hóa số lượng pin cho thiết bị. Do đó càng dần về sau thì các nhà phát triển sẽ tung ra những bản cập nhật vừa giúp tối ưu hiệu suất của hoạt động và ứng dụng, vừa tăng thời lượng pin cho máy. Cách 3, giảm độ sáng của màn hình và đèn nền bàn phím. Tính năng này là giảm đi quá trình hao pin cho máy, nhưng mà theo mình thì cứ bật đại lên vì dùng mà không có đèn thì mất quan lắm. Có thể là anh em sẽ giảm độ sáng đi để phù hợp với mắt mình cũng như là đỡ cho mắt thôi. Cách 4, giảm âm lượng loa ngoài. Mọi người thường nghĩ rằng loa ngoài thì có ảnh hưởng gì đến thời lượng của máy, nhưng thực chất máy vẫn phải sử dụng pin để cấp năng lượng cho bộ loa hoạt động. Mình khuyên anh em là nên để âm lượng của loa ở mức độ vừa phải và cho đỡ đứt tai. Cách 5, ngắt kết nối với các thiết bị ngoại vi không cần thiết. Tiếp theo là anh em nên ngắt kết nối với các thiết bị ngoại vi như smartphone, máy tính bảng, USB, thẻ nhớ khi không cần thiết, đơn giản vì những thiết bị phụ kiện này sẽ giúp pin cho máy để phục vụ cho quá trình sạc hoặc cấp năng lượng để duy trì kết nối để tiết kiệm cho pin máy. Cách 6, tùy chỉnh về hoạt động của màn hình, ổ cứng và cả chế độ sleep. Để tùy chỉnh hoạt động, anh em ấn vào biểu tượng Apple ở góc bên trái, chọn System Preference, sau đó chọn Energy Saver, sau đó chọn thẻ Battery. Trong phần này, bạn tùy chỉnh những mục như sau nhằm tiết kiệm pin cho máy. Thứ nhất, kéo thanh Turn Display Off After về hết bên trái, máy sẽ tự tắt màn hình sau quãng thời gian tùy chọn theo bạn lựa chọn. Chẳng hạn như sau 1 phút, máy sẽ tự động tắt màn hình nếu bạn không sử dụng. Chọn Put Hard Disk to Sleep When Possible, máy sẽ tự động tắt ổ cứng đi khi không cần sử dụng. Lưu ý nếu thường xuyên xả tải file nặng về máy, bạn không nên chọn ô này vì sẽ khiến quá trình tải file bị ngưng. Chọn Slightly Dim to Display When On Battery, màn hình của máy sẽ tự động giảm độ sáng khi chuyển sang dùng pin. Bỏ chọn Enable Power Nap While On Battery, trong trạng thái sleep, máy vẫn còn khả năng nhận email hay những cập nhật mới nhất từ iCloud. Vâng, vậy là mình vừa giải đáp các thắc mắc và cách khắc phục một số phần nào đó làm cho MacBook của anh em không bị cháy pin. Nếu mà pin nó quá cũ và không thể khắc phục được thì anh em nên thay thế cho mình một cục pin mới nhé. Nếu anh em có thắc mắc, góp ý cũng như muốn mình làm về chủ đề gì về Mac thì anh em cứ trực tiếp comment xuống phần video này, mình sẽ trả lời. Ngoài ra thì anh em sẽ hãy bỏ ra 1-2 giây để like động viên mình có thêm nhiều động lực cũng như là làm tiếp những video hay hơn cho anh em xem. Và anh em cũng đừng quên là subscribe kênh để xem những video mới nhất từ mình cũng như là Mark One nha. Xin chào và hẹn gặp lại.